Và hiện đây hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học bài Amma Kê Toàn của Espa nhá. Cùng bắt đầu nha. Tay sẽ có hai động tác này mà mình cần lưu ý với các bạn thôi. Đầu tiên, mở, dừng, không chạm tay nhé, một khoảng. Ok. Cái thứ hai là dùng ngón giữa như thế này. Rồi, xong, bây giờ mình bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên, các bạn sẽ đứng cho mình quay bàn tập phía bên phải ha. Sau khi các bạn mở tay ra thì các bạn sẽ đẩy người lên trước một xíu như thế này, về thẳng ha. Và sau đó các bạn sẽ nghiêng đầu nhìn lên phía trên, tức là nghiêng qua trái á. Các bạn nhìn thẳng lên là được ha. Rồi, động tác này tiếp theo các bạn sẽ đưa tay lên đây thì phần ngực nha, các bạn sẽ đẩy ngực xuống như thế này, hít lên nhẹ này, hít nhẹ này. Và sau đó các bạn sẽ đẩy xuống và kèm mình trùng đầu gối thì các bạn sẽ xuống được à, kèm giống như các bạn đi thang máy ấy. And chặt xuống, ok. Mở này, đóng này, ngả đầu này. And chặt, ok, đưa lên. Mọi người cứ đưa thẳng nhá. Sau khi đưa thẳng các bạn đến đây thì các bạn sẽ về dáng này. Thì mình sẽ chỉ cần là xoay. Các bạn chỉ cần xoay thẳng chân sang, đang đứng như này đúng không? Xoay thẳng chân sang. Đó, sau đó các bạn sẽ dừng cái tay thẳng như này ở đây nha. Sau đó này, dùng cho mình ngón giữa đẩy gẩy hai lần ha. Khi gẩy hai lần thì ngực các bạn sẽ đẩy từ trái qua phải nha. Bắt đầu này, trái qua and trái qua. Đó, ok. Rồi, động tác tiếp theo nhá. Các bạn sẽ hạ tay xuống, đẩy từ trong ra ngoài phía bên phải này. Bật, đẩy. Lúc bật thì các bạn sẽ giật về trong, trong người á. Rồi các bạn đẩy ra, ok, đang ở đây. Sau đó thì bật đẩy sang phải. Tiếp theo, mở tay qua trái, giật giật hai nhịp nhá. Giật ra phía sau hai nhịp. Trái lên cao này, sau đó đổi này, phải này. Và sau đó giật một lần nữa là trái, lại tay nhá, đang ở đây. Oh well, well. Sau đó thì đẩy tay ra ngoài, giật phía bên trái hai lần, đổi phải và trái. Ok, đó là đối với tay. Còn chân nha các bạn, mình đang đứng ở đây đúng không? Là chân trái mình sẽ ở trên. Oh well, well. Tiếp theo này, mình sẽ trùng người xuống và bật chân phải lên. Kèm lúc đó là mình sẽ trùng tay này, giật tay này, bật tay ra. Ok, đưa chân xong thì các bạn sẽ bước lên trước như này cho mình. Khi bước lên đây, các bạn giật đúng không? Đưa tay ra sau thì ngực các bạn đẩy ngược lại thôi, đẩy lên trên, and từng tức. Và sau đó này, các bạn bước chân trái ra phía sau thì mình sẽ đổ tay và bước chân thẳng sang ngang. Ok, ok, lại lần nữa nào. Ngực này, well, well. Trùng xuống, bật chân phải lên, dẫn chân phải xuống, giật ngực từng tức, đổi. Mở chân ra và đổi. Sau đó các bạn sẽ lặp lại Amma Kê. Ok. Thì các bạn đang mở chân như thế này đúng không? Các bạn sẽ bước cho mình chân trái về. Và sau đó mở ra như thế này. Lại đầu và lại từng lặp lại. Oh. Well, well. Đó, mình sẽ lặp lại đây. Để động tác tiếp theo mình sẽ làm khác nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ôn từ đầu đến đây để các bạn hình dung cái trình tự một xíu nha. Đang bể ngang nhìn ngang này. Amma Kê Toàn đi bắt đầu đi. Đưa về, dừng. Oh, well, từ trái. Well, sang. Giật mở này. Bùm, mở chân phải lên. Đặt xuống giật ngực, từng tức. And mở ra đổ. Mở ra đổ. Amma Kê Toàn lặp lại này. Lại về này. Oh, well, well. Đến đây nha, ok. Đó là bộ động tác. Thì bây giờ tiếp theo nha. Tiếp theo này, động tác tiếp theo các bạn sẽ đỡ cho mình tay trái ở đây. Tay phải các bạn sẽ gập cổ tay vào, chọc vào trong này. 1, 2, 3. Mình sẽ xuống dần. 1, 2, 3. Rồi, đó. Khi làm động tác này thì chân của người đang chân trái ở trên nha. Oh, well, well. Rồi, tiếp theo này, các bạn sẽ nhấc cho mình chân sau là chân phải lên. Khi tay các bạn chọc vào trong thì chân này các bạn sẽ hạ xuống lên trước, nhún xuống này. Đó, ba cái như thế đang ở đây nhá. Nhấc lên cùng lúc với tay én. Tiếp theo nhé, các bạn sẽ vòng tay lên trên này, ra phía sau này. Sau các bạn đẩy thẳng ra như này cho mình, đang ở đây đúng không? Lại này, đẩy tay sang bên trái, quay ngược lại phải, ra phía sau. Khi các bạn đẩy thẳng tay ra như thế này thì các bạn sẽ bước cho mình chân phải sang, bước sang. Và sau đó các bạn hạ xuống đây. Lại nhá, đang ở đây. Đang ở từng từng tức. Quận này,
ra phía sau này, bước sang phải, thu chân trái về thì hạ tay xuống, và sau đó các bạn sẽ bước chân trái, chân phải lên đây để đợi đến động tác tiếp theo nha. Ok, lại lần nữa ở đây cho mình nào. Oh, well, well này, nhấc chân phải lên, nhún, 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 quặn tay, chân vẫn giữ nhé, bao giờ đợi thì chân mới bắt đầu đi. Đặt vế, bước chân phải lên. Khi bước chân phải lên đây thì mình sẽ bắt đầu động tác mới luôn. Động tác mới thì các bạn sẽ dùng cho mình tay ngón út nha. Ok, các bạn sẽ cuộn vào trong này, xuôi ra đây, cuộn vào trong, xuôi, xuôi, đó, 3 lần cho mình. Ok, thì chân nằm ở đây nhá, các bạn sẽ đẩy hông ra phía ngoài và làm cho mình một vòng hông. Ra phía sau thế này, bắt đầu cùng tay này, 1 này, 2 này, đến cái thứ 3, thì các bạn sẽ dính lên ở phần dài. Để động tác tiếp theo các bạn sẽ nhún chân và các bạn sẽ vẩy ngón út ra như thế này, 2 lần, thì các bạn sẽ nhún này, nhún, nhún. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ đưa tay xuống và vòng lên dừng ở đây. Cùng lúc đó thì chân phải nha, các bạn sẽ mở ra này, đặt ra phía sau này và dừng ở đây thì các bạn sẽ nhún chân xuống và rung nhá. Cứ rung như này là mình. Ok? Để động tác tiếp theo dùng tay phải ngón trỏ này đặt ở trán này. Mở ra như thế này, đầu sang phải, tay trỏ qua trái. Sau đó các bạn đặt tay về phía cằm này. Mở cằm lên và đổi hướng như thế này, lại nhá. Đặt ở đầu này. Mở ra này. Dính tay về cằm nữa này, sau đó đổi tay cằm như thế này. Ok. Rồi trong quá trình đó thì chân các bạn cứ giữ nguyên thế này cho mình thôi. Đặt này, mở này, dính này, về. Tiếp theo các bạn sẽ bước cho mình chân trái xuống và nhún người, đẩy hông lên. Thì trong lúc đó thì tay các bạn sẽ di chuyển đi giống như đi bộ ấy, đi qua trán như này, trùng xuống này, đi lên đây. Và sau đó lặp lại cho mình 2 lần hông như thế nữa thì các bạn sẽ đẩy tay như này qua phía cạnh. And sau đó chân bước chéo sang đây thì tay vẫn giữ cờ dáng như thế nhá. Sau đó các bạn thả tay xuống, xoay này, thu cho mình chân trái về lại, lặp lại Armageddon. Nhưng lần này các bạn chỉ nhún sức hấp một lần thôi. Ok, đó là toàn bộ động tác. Bây giờ thì mình sẽ ôn lại động tác một lần nhé. Từ đầu ha. Bắt đầu này, mở tay ra, arm, ma, kê, đăn, bắt đầu dừng xuống, thu về. Oh well, well, nhún, bật chân phải, nhún này dừng, dừng tức, mở ra, mở ra, thu về, arm, ma, kê, đăn, về. Oh well, well, bắt đầu nhấc chân, e chọc này, 1, 2, 3 cái, lượn sóng ra phía sau, mở ra, hạ về, bước chéo này, đẩy hông, quận tay vào, 2 lần, đến lần thứ 3 thì dừng, sau đó nhún, từng tức, rồi mở chân phải ra sau, đưa tay, e nhún xuống này, thừng, và sau đó thì các bạn sẽ dùng tay phải này, trỏ này, mở lên, đổi sang đây, thu chân trái về nhún, tay phải thì di chuyển chậm trên trái, lặp lại hông thì đổi tay, giữ nguyên tay bước sang trái, hai bước, xoay về, thu chân về, Armageddon. Ok, bây giờ thì mình sẽ ghép với các bạn bằng nhịp chậm nha. 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 and và 1, 2 và 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1. Bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp nhanh hơn một chút nha. 3,
3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2 và 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và end. 1, 2 và 3, 4, 5 và 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1. Như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau học xong bài của S3 rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và chúc mọi người nhảy thật là tốt.